Yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Hôm nay thì các bạn hãy cùng mình đến với Apple News số 335 để xem lý do Apple chưa từng cấm iPhone, thế nhưng lại có những tin đồn về việc cấm iPhone tại Trung Quốc nhé. Ok, let's go! Phát ngôn viên của Bộ Chính phủ Trung Quốc cho biết chưa từng có lệnh cấm cho những nhân viên làm việc cho chính phủ không được sử dụng iPhone. Thế nhưng họ có lưu ý những sản phẩm của Apple vì vấn đề liên quan đến bảo mật. Trung Quốc chưa ban hành bất kỳ luật, quy định hoặc văn bản chính sách nào trong việc cấm mua và sử dụng điện thoại di động đến từ nước ngoài như Apple. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 13 tháng 9 tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, người này cũng lưu ý các vấn đề liên quan đến bảo mật của iPhone dù không đề cập chi tiết. Gần đây, chúng tôi thực sự nhận thấy nhiều phương tiện truyền thông đã chỉ ra các sự cố bảo mật liên quan đến điện thoại của Apple. Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, chính phủ Trung Quốc rất quan trọng vấn đề an ninh thông tin và an ninh mạng. Thông tin về lệnh cấm iPhone trong nội bộ cơ quan nhà nước của Trung Quốc được Wall Street Journal đề cập vào cuối tuần trước. Sau đó, Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết Trung Quốc muốn mở rộng lệnh cấm iPhone ra rộng hơn. Một số nguồn tin còn nói, việc giới hạn này thực tế đã được triển khai không chính thức từ nhiều năm trước, dù không có các quy định cụ thể. Ngay sau thông tin về lệnh cấm, vốn hóa thị trường của Apple đã bị thổi bay 200 tỷ đô. Thị trường Trung Quốc hiện đem lại 20% doanh thu cho Apple. Phần lớn iPhone hiện được lắp ráp tại nước này và một tỷ lệ lớn linh kiện sản xuất cũng được sản xuất tại đây. Một số chuyên gia cho rằng nếu lệnh cấm được đưa ra, Apple sẽ thiệt hại rất lớn. Ba thị trường lớn của Apple tại thế giới là Mỹ, Singapore và Trung Quốc, tất cả đều bị dời lịch nhận iPhone 15 Pro Max sang giữa tháng 11. Vào ngày 15 tháng 9, Apple bắt đầu cho đặt trước iPhone 15 và lịch giao hàng là ngày 22 tháng 9. Tuy nhiên, tại Mỹ, phiên bản Pro Max với tất cả tùy chọn màu sắc và tất cả tùy chọn bộ nhớ đã hết chỉ sau vài phút hệ thống cho đặt hàng. Lịch giao điện thoại bị lùi từ ngày 22 tháng 9 sang ngày 16 tháng 10, sau đó là vào tháng 11. Phiên bản iPhone 15 Pro trễ ít ngày hơn, trong khi người mua iPhone 15 và iPhone 15 Plus vẫn nhận được máy đúng hẹn. Trong khi đó, Sina cho biết người dùng Trung Quốc có thể nhận iPhone 15 tiêu chuẩn vào tuần sau, nhưng phiên bản Pro bị hoãn 2-3 tuần, còn Pro Max có thể lên đến từ 4-5 tuần. Trên nền tảng Tmall của sàn thương mại điện tử Alibaba, hai mẫu Pro cháy hàng chỉ sau 1 phút mở bán. Theo thống kê từ JD.com, một trong những kênh phân phối lớn nhất của Apple tại Trung Quốc, tổng cộng có hơn 3,4 triệu lượt đặt hàng cho cả 4 mẫu iPhone thế hệ mới. Tại Singapore, iPhone 15 Pro Max hết hàng sau 2 tiếng và lịch nhận máy đang là ngày 6-14 tháng 11. Tại Nhật Bản, máy sẽ đến tay người dùng khoảng từ ngày 3-11 tháng 10 thay vì ngày 22 tháng 9. Theo trang này chủ phái mát, ngoài việc bị lùi ngay, người đặt iPhone 15 còn gặp khó chịu khi hệ thống liên tục không thể truy cập, kể cả ứng dụng và trình duyệt web. Một số người than phiền rằng lệnh mua sớm của họ tự động bị hủy và phải đặt lại. Đây là trải nghiệm mua iPhone tệ nhất trong nhiều năm gần đây của tôi, người dùng Chris Reddy chia sẻ với này chủ phái mát. Sau khi Apple ra mắt iPhone 15 với USB-C, giờ đây Apple còn ra mắt thêm một sản phẩm cực kỳ hay ho, một cái dây chuyển đổi từ Lightning to Type-C, và mình nghĩ rằng sẽ không ai mua nó vì mức giá của nó lên đến 900.000 đồng. 4 phiên bản iPhone 15 đều trang bị USB-C nhưng tốc độ khác nhau. iPhone 15 Pro và 15 Pro Max hỗ trợ USB 3.0 với tốc độ truyền dữ liệu là 5GB trên giây, gấp khoảng 10 lần so với USB 2.0. Chuẩn kết nối được cho là có trên 15 và iPhone 15 Plus. Và trên trang web Apple Store Online Việt Nam, phụ kiện chuyển sang Lightning được niêm yết với giá 939 đô miễn phí vận chuyển. Trong khi đó, sản phẩm tương tự tại Apple Store quốc tế là 29 đô, khoảng 700.000 đồng. Theo giới thiệu của hãng, bộ chuyển đổi hỗ trợ công suất sạc tối đa là 24W, tốc độ truyền tải dữ liệu là 480m trên giây. Nếu muốn sạc nhanh hơn, Apple khuyến cáo người dùng nên sử dụng dây cáp USB-C để kết nối trực tiếp điện thoại với sạc nhanh tương thích. Ngoài ra, bộ chuyển đổi được sử dụng để kết nối với hệ thống giải trí CarPlay trên xe ô tô. Tuy nhiên, Apple lại khuyên rằng nên sử dụng luôn dây cáp USB-C sang USB để không bị gián đoạn kết nối trong một số trường hợp. Nhiều người cảm thấy khó hiểu trước quy định bán phụ kiện này của Apple. Khi mua iPhone 15, họ được tặng cáp USB-C và sự xuất hiện của bộ chuyển đổi USB-C sang Lightning trở nên thừa thãi. Trong trường hợp đánh mất dây sạc đi kèm, Apple Store Online bán dây sạc USB-C 60W với mức giá 539.000 và mức giá đó nó chỉ bằng một nửa so với bộ chuyển đổi. Apple đã bị chính phủ Pháp cho dừng bán iPhone 12 vì vấn đề liên quan đến bức xạ và Apple nói rằng họ chỉ cần cập nhật phần mềm là có thể khắc phục được vấn đề này.
Động thái của hãng được đưa ra sau khi cơ quan giám sát bất hợp pháp ANFR quyết định cấm bán iPhone 12 từ ngày 12 tháng 9 do phát hiện tỷ lệ hấp thụ SAR của điện thoại Apple cao hơn so với mức cho phép. Điều này liên quan đến một trong những giao thức thử nghiệm cụ thể được các cơ quan quản lý của Pháp sử dụng chứ không phải do vấn đề an toàn, phát ngôn viên của Apple cho biết vào ngày 15 tháng 9. Trước khi thông báo cập nhật, Apple phản đối các kết quả bài kiểm tra của Pháp. Công ty nói rằng iPhone 12 đã được nhiều cơ quan quốc tế chứng nhận và tuân thủ tiêu chuẩn SAR áp dụng cho các thiết bị vô tuyến, đồng thời tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Pháp bằng cách gửi các thử nghiệm nội bộ lẫn kết quả kiểm định từ bên thứ ba để chứng minh. Bên cạnh đó, Apple khuyến cáo nhân viên không cung cấp bất cứ thông tin nào cho người dùng ở Pháp và châu Âu hỏi về vấn đề, theo Bloomberg. Trong thông báo ngày 12 tháng 9, Jean-Noël Barrot, Thứ trưởng Kinh tế Kỹ thuật số của Pháp cho biết vấn đề iPhone 12 có thể được khắc phục thông qua bản cập nhật phần mềm. Nước này đưa ra thời hạn 2 tuần để Apple giải quyết, đồng thời gửi kết quả kiểm tra cho các nước thuộc Liên minh châu Âu, EU. Và đó là những thông tin rất hot của Apple trong thời gian qua. Vậy là những người anh em của chúng ta trên thế giới đều bị dời thời hạn nhận được iPhone 15 rồi. Chưa rõ là ở thị trường Việt Nam, chúng ta có nhận được iPhone giống với lịch hẹn hay không? Vậy thì các bạn nghĩ rằng anh em đồng nào chúng ta có nhận được iPhone 15 giống với lịch dự kiến hay không? Để lại bình luận cho mình biết với nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.